xin chào anh chị và con cô bác nhé. Em kênh làm vườn thương hiệu Lục Ngạn TV xin kính chào anh chị và con cô bác. Và hiện tại bây giờ trong buổi sáng sớm đây thì em đang đứng ở ngã ba kép nhé. Thực sự hôm nay rất nhiều vải các bạn, rất nhiều vải nhé. Ở ngã ba kép hôm nay rất nhiều vải các bạn. Và cái tuyến này bây giờ đang kèm lên khu trên lim phì khá nhiều các bác nhé. Thì cũng như là em sẽ chia sẻ cho các bác trong cái đợt này thì mong các bác sẽ cũng chào buổi sáng tất cả mọi người nhé, để có một cái sức khỏe tốt. Chúc các bác đi bán vải gặp may mắn nhé, bán được cái giá cao nhé. Rồi bây giờ em sẽ xem là bây giờ là mấy giờ đó nhá. Bây giờ là 6:35 thứ bảy ngày 29/5/2021 của dương lịch các bác nhá. Còn âm lịch hôm nay là thứ bảy ngày 18/4/2021 của âm lịch các bác nhá. Rồi em mời các bác theo dõi kênh cũng như là để các bác sẽ nắm được cái giá cả của ngày hôm nay nó dao động tầm bao nhiêu của vải u hồng nhá. Và ở dưới này không biết là có ai cân thanh hà không thì tí em sẽ chia sẻ cho các bác sau nhá. Đây xe cóc, các xe cóc này. Và mời các bác tham quan một vòng phố đã nhá. Này ngã ba kép rất nhiều vải luôn các bạn. Rất nhiều vải luôn. Này cũng có điểm cân mấy các bạn. Các điểm cân người ta thấy nhiều vải người ta dừng hết rồi này. Rất nhiều vải ra các bác nhé. Cái này đẹp. Cái này đẹp nhỉ. Cái này khá đẹp, giá 14 rồi các bạn. Cái đi những quả kia nó cọ nhau thôi. Vải như này là được rồi. Ngã ba kép hôm nay rất ít điểm cân các bác nhá, rất ít điểm cân này. Những cái điểm cân đây thì người ta gần như là không cần để ngồi chơi các bác nhá. Rất tự nhiên lại như vậy, không biết hiểu sao. Chắc chắn em nghĩ đoán là chắc các dân buôn hôm qua chắc là chết chợ là chưa bán được hàng, thế cho nên là hôm nay không dám mua. Đấy vì cơ bản là người đi bán hàng phải bán được thì người nhà mới dám mua các bác nhá. Đây là đi buôn là vậy các bạn. Nhưng hôm nay chừng vất vả các bác rồi. Đấy, cái thầu này như này là đẹp, như này nó chả có này, 14 này các bạn ạ. Thầu khá đẹp luôn. Đây, mời các bác theo dõi một vòng nhé, xong thì em sẽ quay giá cả cho các bác, để cho các bác sẽ nắm được cái giá cả khu vực ngã ba kép này và chênh lệch ở khu trên lim kép, trên lim Mai Châu Phì Điền có chênh lệch nhiều không các bác nhé. Có xe cóc là mua mạnh nhất này, em sẽ vào tham khảo xem cái này quả to thế nhỉ. Bán bao nhiêu này? 13. Rồi cảm ơn nhé. Tiền Nga này, kiếm ra tiền Nga. Tiền Nga. Rồi cảm ơn nhé. Đây là cái xe cóc của điểm cân tiền Nga thôi nhé. Đây này, xe cóc là mưa rất mạnh nên nhưng mà mua to đẹp như này, hôm nay bán có 13 các bạn ạ, chết dở rồi. Khá to đẹp nhá.
Này cân cao nhất bao nhiêu anh? Này nhiều vải đây nhỉ. Đây, đưa cái băng vào đây. Các bác ạ, thì em báo giá luôn những cái vải u hồng này nhá, thì cái điểm cân của cái xe này là chắc xe tăng bo các bác ạ. Cao nhất là 15, còn thấp nhất là 12 các bác nhá. Thấp nhất 12, cao nhất 15. Đây là điểm cân của Tuyền Nga các bác nhá. Còn những cái xe cóc này toàn xe tăng bo đó các bác. Rồi em mời các bác ơi đi tham khảo một số điểm cân nữa nhá. Hôm nay ít điểm cân lắm. Đây có vải này mà nháo nhào cái chuyển đi lung tung hết rồi các bác. Nó trả bao nhiêu cái đấy rồi? Trả. Ông ấy còn muốn trả lại mấy cuốn nó bán dần này. Báo bao nhiêu cái đấy chị ạ? Mấy nghìn đây. Mấy cần cao nhất rồi nhiều đâu. 500 nhất rồi. Cũng như nhau đâu nhiều. 3 cần 40. Đéo chỉ nhiều đấy. Điểm cân. Dạ vâng, em vừa mới quay ở cái sổ báo giá đấy cho bác là điểm cân của Dương Trang nhá, ngã ba kép các bác nhá. Thì cân giá của u hồng các bác nhá, giá u hồng nhá. Tạm thời đây chưa thấy có ai cân vải thanh hà không nhá, tại ngã ba kép. Hay là những cái giá nó sàn nhất là cao nhất là 15 và thấp nhất là 12 các bác nhá. Đấy, em chia sẻ như vậy để cho các bác nắm được cái thời điểm giá cả cũng như là để hôm nay các bác đi bán vải thì không được cái giá cao rồi, vất vả các bác rồi. Rồi em mời các bác sang xe cóc tiếp theo nhé. Những cái xe này là toàn xe tăng bo đâu các bác. Em sẽ quay ba cái xe tăng bo là để xem cái giá cả cân như thế nào. Nhả bao nhiêu ấy? 15 rồi. Lúc đứng ngoài kia rồi 15-16 chắc không bán đâu, gì ở trên kia bọn trên cả 15 mò không bán. Trên kia nó bây giờ bọn nó kẹt trên đấy nhiều lắm. Cho xem cái điểm cân giá nhá. Tiến Linh nhỉ? Điểm cân Tiến Linh. Rồi các bác nhá, đây là xe tăng bo của điểm cân Tiến Linh các bác. Giá 15. Rồi cảm ơn nhá. Em vừa tròn 15 tuổi thôi. 15 này các bác này. Khá đẹp luôn. Thế nhỉ, u trứng à? Cái này u trứng nhỉ không? Bài quá nhỉ? Bài quá nhỉ? Bán bao nhiêu u trứng nhỉ? 16 à? U trứng này các bạn ạ, u trứng giá 16k nhé. Khá to à? Không phải chầm bãi được đấy các bạn ạ. Quả u trứng khá to nhé. Và khá đẹp to ấy. 16 chứ. Nói chung là hôm nay cái giá cả nó theo thị trường các bạn. Giá nó theo từng ngày và thị trường. Xe đây cân cũng được một lửa. Được lửa xe này các bạn này. Cái này u trứng, xe này cân u trứng nhiều. Chuyên cân u trứng này. Cái đấy bán bao nhiêu? Bán 14 à. Xe này cân u trứng nhiều nhỉ. Cái này giá 14k này các bạn này. U trứng nhá. U trứng giá 14k các bác nhá. Các bác xem video hãy cố gắng lắng nghe cũng như là theo dõi kênh nhá. Các bác nào mà chưa biết kênh Thương Hiệu Lục Ngạn TV và kênh Thuốc Chữa Bệnh Tào Má, các bác hãy đăng ký hai kênh này để xem giá vải hàng ngày và cũng như là kỹ thuật làm vườn em chia sẻ cho anh chị và bà con cô bác nhé. Rồi, em mời chị đi tham quan một vòng phố nữa để em tìm mấy điểm cân nữa để xem hôm nay cân nó có cái điểm cân ở giá cao nhất ở khu vực ngã ba kép này các bác nhé. Rất
sơn hào và nấu nhiệt vụ vải, có nghĩa là vải thanh hà và u hồng bây giờ chuẩn bị là vải ngọt đã sắp chín nữa thì sẽ là rất là đông đúc các bạn. Vì thời gian này điểm cái vải nhà em nó chưa chín em đi quay được, cái lúc mà vải em chín là em sẽ không thể đi quay được. Vì bây giờ là em tranh thủ đi quay để cho báo giá cho các bác, những các bác nào có cái vải u đầu mùa sớm này, vải u trứng này thì các bác hãy xem video và để biết cái giá cả. Các bác mà xem mà thấy hay nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ cho kênh thương hiệu Lục Ngạn TV và kênh thuốc chữa bệnh Tào Mã nhé. Rồi em sẽ xuống mãi dưới kia có một cái điểm cân dưới ngã ba kép kia thì em xem cái điểm cân cân khá nhiều, xem cân có cao không các bác nhé. Mời các bác theo dõi nhé. Rồi bây giờ em đã đến chân cái chỗ điểm cân bên dưới ngã ba kép bên tay trái nhá, hướng từ trên Tân Hoa đi xuống là 200m nhá, bên tay trái nhá. Em mời các bác vào theo dõi đây, cũng như là điểm cân này cân khá nhiều luôn này. Nó trả bao nhiêu anh? Trả đâu. Cái này của anh chưa chín. Không phải chưa chín mà nó thì gai lại hơi bị cháy nữa. Cái đấy giá bao nhiêu anh? 13. Đây cân nghe rẻ nhỉ. Cái này là u hồng 10 giá 13 này các bác này. Điểm cân tên gì anh? Điểm cân tên gì anh có béo? Không, không có. Mấy em xin cái này để em xem là Dũng Phương. Rồi các bác nhá, điểm cân Dũng Phương dưới ngã ba kép hướng ở Tân Hoa đi xuống là 200m nhá. Bên dưới ngã ba kép giá 13 u hồng các bác này. Rồi cảm ơn anh nhé. Giá 13 các bạn. Như là đây cân nhiều lại. Đám bao nhiêu này? 13 thôi. 13 thôi à? Vâng. Mấy cân rẻ nhỉ? Vâng. Rẻ quá. Vâng. Cảm ơn anh trời với đặc thu mình cũng rẻ quá. Vâng, rồi cảm ơn bác nhé. Vâng. Cái này to đấy kìa. Cái này bác bán bao nhiêu bác ơi? Cái sọt này bán 15.000. 15.000 ạ? À? Quả to nhỉ? Quả to đẹp lắm. Vâng. Thì hôm nay cân rẻ nhỉ? Giá hôm nay nó chỉ có bán được phải 20 hả? Nó tùy theo từng địa điểm, vâng. Tùy theo từng ngày. Vâng, đúng rồi. Rồi cái này giá của 15 các bác này. Giá của 15 nhé. Rồi em sẽ mời các bác vào bên trong một chút nhé. Để xem rồi các bác nhé, thì em định vào trong để xem sổ sách một chút nhưng mà điểm cân này người ta không cho quay thì mong các bác thông cảm nhé. Thì những cái điểm cân người ta không cho quay thì thôi em cũng không nên quay, vì nó quay là người ta chửi mắng em mà nó khổ bản thân em. Các bác thì chả mất cái gì đâu nhưng mà em đi quay nó vất vả chứ không đơn giản như các bác nghĩ đâu. Rồi thì theo như hỏi 4-5 người này thì cũng chung chung nó chỉ khoảng độ tầm chắc cao là 15 quay về các bạn. Cũng giá khoảng tầm 15 quay về thôi. Rồi em sẽ mời các bác đi đến điểm khác nhé. Vì cái điểm này thì hỏi vải to đẹp như vậy, những cái thầu đẹp kia kìa. Em hỏi giá 15 thì khả năng em khẳng định là tầm 15 quay vào. Cao nhất là 15, thấp nhất cũng tầm 12 quay về các bác nhé. Rồi mời các bác tiếp theo em sẽ chia sẻ thêm một số điểm nữa. Mời các bác theo dõi kênh nhé. Đây dưới đây có một cái điểm cân bên dưới ngã ba kép này, cân khá to này nhưng mà không biết vì lý do sao nhưng mà không cân, cân rất ít các bác nhé, cân được có vài tạ đâu, xong là dừng không cân nữa. Rồi các bác ạ, thì hiện tại ở ngã ba kép thì hôm nay cân cái giá chung nó thì đẹp nhất là 15, 16 các bác nhé, đẹp nhất 15, 16 và thấp nhất là 10 cho đến từ 10 cho đến không có dưới 10.000 nhé.
không có dưới 10.000, từ 12 cho đến 16 các bác nhá. Đây là những hàng cắt mặt mà nó như vậy coi nhá. Rồi thì các bác em làm video có thời lượng thì em sẽ xin phép tạm dừng video đây. Thì em xin kính chúc anh chị và bà con cô bác luôn luôn có một cái sức khỏe tốt nhé, để cho anh chị bà con có sức khỏe tốt để bán cái củ vải này cho nó an toàn là thứ nhất, và các bác đi ra ngoài cố gắng đeo khẩu trang và tốt nhất là ít tiếp xúc với người ngoài các bác nhé. Thế cho nên để sau cái củ vải anh em mình bán nó được thuận buồm xuôi gió, nó an toàn, và chúc các bác một ngày mới luôn luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhé. Các bác xem video thật sự thấy hữu ích và thấy hay, các bác hãy cố gắng đăng ký kênh Thương hiệu Lục Ngạn và chia sẻ cho kênh Thương hiệu Lục Ngạn nhé, và kênh Thuốc Trị Bệnh Tào Mã nhé. Hai kênh này em sẽ song song báo giá cho các bác hàng ngày và từng khu vực nhé. Rồi, thân ái chào tạm biệt anh chị và con cô bác nhé.